Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng xe Mountain Bike, dòng địa hình carbon đến từ thương hiệu của Mitsai. Và chiếc xe là Mitsai Thor các bác nhé. Xe được trang bị nguyên bộ group của Shimano DOG và giảm tốc hơi. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá kỹ xe. Vâng, đây là Mitsai Thor. Cũng rất lâu rồi em mới về một chiếc xe địa hình không carbon. Các bác có thể lên Google search lên này mẫu này. Kho này là thành phẩm thôi nhé. Trên khung xe ghi carbon cycle 275 275 là tương đương với vành của chiếc xe này, vành 275 to hơn những dòng địa hình mà em về là vành 26 các bác nhé. Trên rất là êm của Mitsai, cũng mờ của hãng. Carbon thì đương nhiên là không mối hàn rồi, có phải thế. Cái xe hình thức còn rất là tốt các bác nhé, màu đỏ đen rất là khỏe xe, màu thì rất là thể thao rồi. Cọc yên cũng của Mitsai, bên nhôm. Phía bên dưới đây cũng có chữ kho, có đồ của xe. Như em nói ở đầu video thì đây là chiếc xe được sử dụng bộ phanh 2.75 nhân 1.95, cỡ lốp là 1.95 các bác nhé. Máy ơ bạc đạn của Novatec. Với 10 tầng lít và phủ đề của Shimano DOG. Sử dụng cấu hình của Shimano DOG. Thanh nhĩa dầu thì đường đằng sau các bác nhé, của Shimano luôn. Đùi đĩa trục rỗng. Đùi đĩa trục rỗng. Và gạt đĩa của Shimano DOG đồng bộ theo xe. Chiếc xe cao cấp này được đi dây âm sườn hết các bác nhé. Dây âm sườn phía bên trên đây. Phía bên trên ghi đồng hồ cốt nguyên zin của hãng Mitsai. Chiếc xe đều nguyên zin đồng bộ theo xe. Cùng với đấy là giảm sóc hơi, cô xả hơi. Bên này là bên khóa. Bên khóa thì được nối lên trên ghi đông đây. Rất là tiện dụng, khóa sóc hành trình trên tay luôn. Các bác không phải cúi xuống để chỉnh sóc nữa. Khóa rất là tiện dụng. Các bác muốn khóa thì các bác có thể ấn cái này vào. Nếu muốn mở ra thì ấn này. Đấy, rất là tiện dụng, khóa trên tay luôn. Một tay ống xả của Shimano DOG 10 tầng và 3 đĩa, 3 nấc bấm bên đĩa. Chiếc xe 30 tốc độ các bác thay đổi. Và thanh đĩa dầu thủy lực của Shimano. Một chiếc xe cấu hình rất là tốt và hình thức cũng rất là đẹp các bác nhé.
bún từ thương hiệu Mitsai. Bây giờ xe đo chiều cao không đứng của xe. Xe có size là 40 các bác nhé. Ngang là 55. Của các bác từ 1m6 đến 1m7. Đi vừa chiếc xe này. 1m73 có đi vừa. Lên 10 tầng lip. Và bộ group của Shimano DOJ lên lip. Cứng lip. Bằng chuyển động rất tốt các bác nhé. Mayer bạc đạn của Novatec. Chuyển sang tay phải đây, bộ đĩa trục rỗng 3 tầng. Lên đĩa. Rồi chuyển động rất tốt. Bánh quay rất là bon. Vâng, và em vừa đánh giá trong chiếc xe Mitsai Thor. Chiếc xe được trang bị khung carbon giảm xóc hơi và nguyên một bộ group của Shimano DOJ đó nhé. Chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá 11.800.000, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm nhắn tin Zalo 0975 7993 để xem những hình ảnh chi tiết chiếc xe lên YouTube, theo dõi kênh xe đạp và nhấn nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đạp có tại cửa hàng em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.